Hello, xin chào mọi người nhé. Mọi người biết gì không? Đây sẽ là một ngày thứ ba mình xây dựng lại cái lâu đài cho ông già Noel. Và cái số tiền mà ông già Noel gửi cho mình đã lên đến, mọi người thể dịch được không? 2 triệu đúng không? Hiện tại nó còn là cái đấy này. Ok, 2 triệu 3 mọi người. Thì để không phụ sự kỳ vọng của ông già Noel nhá, thì mình sẽ đi xây dựng luôn. Mình xây dựng đây, mình đi theo cái đường đi cho nó vừa đi, mình vừa giới thiệu cái công trình mình đã xây dựng được này. Đấy mọi người thấy không, để những cái công trình mình đã xây dựng được ở đây thì mình còn được ông già Noel gửi thêm 16 nghìn rồi này, lấy nhá. Ok, đây mình xây dựng đến đây rồi đúng không mọi người, có cái nút này mình sẽ đi vào đây. Ok, có thêm những cái cây bằng tuyết này. Wow, trang trí thêm những cái xoắn xoắn rồi này. Đó, mọi người thấy không? Ở đây sao tiền lên nhanh thế nhỉ? Mọi người nhỉ? Tiền lên rất là nhanh luôn đấy. Ok. Cái con tuần lộc này mình chỉ dùng để nghịch thôi nhá, tại vì mình đang trong giờ làm việc mọi người ạ. Đó, thì mình hôm qua mình không phải hôm qua mà là ngày ngày trước ấy, thì mình đã chơi thử cho mọi người xem rồi đúng không? Ngày thứ hai mình đã chơi thử mọi người rồi. Tiếp tục cái này đi. Wow, hẳn một con đường to đùng luôn, nối liền với đằng kia kìa mọi người. Đây này, từ chỗ này chạy sang đây này. Đó, tiếp tục nhá. Wow, chắc lại một cái ngôi nhà mới à, một cái lâu đài mới à. Mình nghĩ đây là cái móng của nó. Đó, rất nhiều hộp quà đúng không mọi người? Hộp quà này. Đây lại còn những cái chú lính chì tiếp nhá mọi người, thấy không? Lính chì này thì người ta không cầm vũ khí mọi người ạ, người ta chỉ đứng nghiêm thôi. Ok. À, cái gì đây? Wow, hai quả chuông to đùng. Ui, à, cả một cổng ấy mọi người ơi. Một cái cổng to đùng chứ không phải hai quả chuông to đùng đâu. Một cái cổng, ok, mình này, lúc mình thu nhỏ lại này. Mình chỉ bé tí thôi này, mọi người thấy chưa? Rồi nhá, mình sẽ xây nhanh hơn một xíu. Rồi đây là cái nền nhà này. Wow, cái cánh cổng này mọi người thấy không? Đi vào sẽ mở ra nhá. Đó, rộng chưa? Ở đứng trong nhà này thì có vẻ mọi người nhìn này rất là rộng rãi luôn. Đó, thì những ai mà có nhiều tiền thì mới có thể có những cái ngôi nhà rộng này thôi. Đây, có một cái thảm thì dẫn đến cái chỗ chính kia kìa. Còn đây là ở trên này mọi người ơi. Đấy, có thêm những cái thanh này. Đây là có một cái cái đoàn tàu tí hon mọi người ơi. Đấy, rất là vui luôn. Dưới một cái thông Noel này. Rồi, ông già Noel gửi cho mình rất là nhiều tiền nhá, thì mình cứ thỏa sức mà xây thôi. Ở trên nó có cái bóng đèn hay sao ấy mọi người ạ. Wow, xung quanh thì trang trí bằng những hộp quà này. Đây có thêm những cái dây xoắn xoắn xoắn. Bên này hơi xa nhà, mình sẽ chạy qua đây để xem có cái gì. Wow, đúng là kiểu cả một kệ sách luôn ấy. Người ta đọc nhiều sách ấy mọi người. Kệ sách luôn. Không phải một kệ đâu, bốn góc rồi bốn cái kệ sách. Ok, giờ mình tiếp tục khám phá nhé. Lại tuyết rồi. Mấy quả chuông này. Ok, tuyết quá mọi người, khó nhìn quá. Mình không thích cái mưa tuyết, à bão tuyết cho lắm. Thêm những cái cửa sổ. Ồ, đây là một cái bậc thang đúng không mọi người? Bậc thang này. Thì mình sẽ đi lên bậc thang thử xem. Quay xuống nhìn này. À đây, đường dẫn lên chắc là dẫn lên trên tầng thôi, mình nghĩ là thế. Có cái gì đây chỉ cho đây mọi người ạ, hình như con tuần lộc ở ngoài nó chỉ hay sao ấy. Không sao, đây nguyên một cái, mọi người hình dung được không, giống như là một cái bục ấy, cái bục khi mà khai giảng cái gì ấy, nó có ở đây này, ví dụ thế, mọi người thấy giống không? Đây trang trí là những cái đàn tàu này. Cái tàu này thì nó không chạy hoặc là nó chưa chạy thôi mọi người nhé.
Ơi, một chú gấu to đùng luôn này. Siêu to luôn mọi người nhìn này. Bao giờ cho hết bão tuyết nhỉ? Bão tuyết khó chịu quá. Bảy nghìn chín trăm là cái này nhá. Rất nhiều quà luôn. Tầm phải chục hộp quà trong này đấy. Quà của mọi người đấy. Ok. À, thì mình sẽ xuống đây nhá. Mắt của mình là hơi mỏi. Đây thêm những cái hộp này. Sao bão lâu đấy nhỉ? Mọi người nhỉ? Phải không có bão cơ nhìn nó mới đẹp. Có bão nhìn nó hơi khó nhìn đấy. Bão quá bão quá. Phải xây nhanh thôi, không là để bão này hỏng hết quà. Một quả bóng to đùng này. Score. Xây nhanh nhá. Cái mô hình đồ chơi ngày nhỏ mình hay chơi này, mọi người nhớ không? Lắp lắp vào với nhau này. Đó. Ơ cái gì ấy nhỉ? Cái này mình khó nhìn quá, nó bị mờ quá. Đây lên trên tầng đi. Sợ thật bão tuyết kinh thật. Đây là những cái dương đồ chơi này cho các bạn nhỏ này, toy box này, hộp đồ chơi này, mọi người thấy không? Ok. Hộp đồ chơi của bạn nào thì sẽ được gửi đến thôi. Tiếp tục nha. Mình nghĩ là phải đợi một lúc cho bão tuyết nó hết đã nhá. Hẹn gặp lại mọi người nhé. Ok, thì sau một thời gian đợi, cuối cùng tuyết nó cũng cũng mưa tuyết nó cũng tạm dừng rồi mọi người ạ. Tiếp tục xây dựng nhá, những khối Rubik này, cầu trượt này, đó. Ở đây thì có quả xúc xắc thì mình chơi cá ngựa hay gì đấy mọi người nhớ chưa? Ok, dưới cái chân này sẽ có một cái mới. Vào một cái để mình xem nhá. Giống mở một cái trần, giống một cái trần ở trên nhé, cái trần lửng ấy. Sau khi chọn đấy lại có thêm cái này. Đây là chỗ khu vui chơi sao mọi người ạ? Mình nếu mà không nhầm đấy. Rất nhiều đồ chơi ở đây luôn nhá. Bàn cưa, tô vít kìm dành cho những bạn mà thích khám phá kỹ sư ấy mọi người. Đây mình có thể đứng lên đây được đấy. Ok, mục đích của mình là đi xây dựng chứ không phải là đi chơi mọi người nhé. Đó, xây là những cái món quà này, đoàn tàu này, ABC, APC. Ok, đây cũng rất là nhiều đồ luôn. Cái phòng này nghe vẻ là phải thiết kế nhiều, xây dựng nhiều đấy mọi người ạ. Đây giống như kiểu một cái chỗ nằm nghỉ nhỉ. Đó, rất nhiều khu nhỏ chia nhỏ đấy. Nó chia thành nhiều khu cầu trượt này mọi người. Trượt đi. Trượt đi nào. À đưa mình lên đây này hả? Mọi người biết gì không? Đây nhá, để mình đi ra cho mọi người xem. And đấy, hộp quà sẽ đưa vào đây và gửi đến những cái ngôi nhà qua cái ống khói này, mình nghĩ thế. Đấy, mọi người thấy không? Chạy thôi, không bị đưa vào cái túi đấy mất. Ok, cái gì to đùng thế này? Ủa, nhiều thứ to quá, mình không nghĩ nó to như vậy luôn. Để mình nhìn xem còn cái gì chưa hoàn thiện không? Chắc là chỉ còn trên tầng thôi nhỉ? Mình lên tầng xem còn cái gì chưa hoàn thiện, mình sẽ hoàn thiện nốt. À bên kia mọi người ơi, bên kia bên kia. Để cười mình chưa hoàn thiện đâu. Đây. Mình không biết là những cái bánh hay là những cái đồ chơi nữa. Giống cái khuy nhỉ, khuy to đùng ấy mọi người. Cái bàn này để mọi người này. Cái bàn này thì nó có những cái dụng cụ giống nhau ấy, cưa, tua vít, búa, kìm. Để mình nhìn xem hết chưa, hình như là hết rồi đúng không mọi người? Hết rồi thì mình sẽ đi ra ngoài để mình xây dựng tiếp nhé. Đi thôi, let's go. Ra ngoài này trời lạnh quá, toàn băng tuyết thôi. Để mình xem nhé, chỗ tiếp theo của mình sẽ là chỗ nào nhỉ? Còn tận 2 triệu lận mọi người ạ, đây. Khu này tạm thời là thế nhỉ, bây giờ mình sẽ vào đây. Vào đây thôi mọi người ơi.
đấy, một con đường mới, một con đường đầy những cái viên gạch màu nhá, sỏi màu ấy mọi người. Nào, hiện ra đi. Sao tại sao lại chưa? À đây, nó bị xây hơi bị, nó nhiều đồ quá, nó bị chậm mọi người ạ. Cảm giác như của mọi người đang nhìn mình ấy nhỉ. Hơi sợ một tí. Đấy, nhìn giống mấy cái kẹo sô cô la nhỉ mọi người nhỉ. Gỗ này. Chắc là có cái nhà ấy, mình đoán đúng chưa? Cứ có cái nền là sẽ có cái nhà mọi người ạ. Thường thường là thế. Ôi vì mình đi vào trong rồi này. Cái thảm này mình nghe hơi giống người Nhật Bản, người ta ngồi nhà người ta quỳ xuống ấy, giống cái thảm của người Nhật Bản. Đây là khi mà cho thêm đèn mà nhìn nó ấm cúng như mọi người nha. Cửa này, giường, wow, cái giường, ba cái giường luôn, nhìn bốn nằm ngủ ghê. Thêm cái rèm à, cái này là cái rèm mọi người ạ. À đâu, cái bếp lửa nhưng mà bị tuyết che. Thế như là xong ở trong này rồi đấy, đi ra ngoài thôi. Ô, trang trí bằng những cái tuyết là đẹp nhỉ. Uầy, trời còn có cái gì mọi người ạ. Đấy, xanh xanh này đẹp chưa. Ok, tiếp tục nhé. Không thể lơ là được. Tuyết xung quanh. Những cái kẹo, kẹo dù đi, kẹo ô đi. Gọi là kẹo ô, kẹo dù nhé. Những cái đèn này bị phủ bằng tuyết hết. Ở chỗ này toàn tuyết thôi mọi người ạ. Ui, cái nhà to thế. Chỗ này to đấy. Ui, đẹp hơn chưa mọi người chưa. Mình cứ xây đến đâu nó sẽ đẹp đến đấy. Đấy, đẹp chưa. Đó, hành trình đi xây dựng lại cái xưởng cho ông già Noel đấy. Đi vào trong nhà thôi, chẳng có gì cần giúp đỡ không. Hello. Không một ai đây mọi người ạ. Rồi mình sẽ đi ra ngoài nhé. Trong này không có gì để mình sửa chữa cả. Mình sẽ đi tiếp. À đây có một cái đây. Trong này. Một cái bàn và một cái kệ sách. Ở đây người ta hay đọc sách nhỉ. Ấm cúng ngay, có cái đèn mà là ấm cúng ngay mọi người ạ. Bên này cũng thế. Để mình xem thử nhé. Hoàn thiện chưa nhỉ? Sao mà mình thấy. Để mình tìm cái đường nhé. Rộng quá mọi người ạ, mình phải đi tìm chỗ để mình xây. Đi đây không biết cái gì không. Hy vọng là không gặp gì nguy hiểm. Rộng quá mình chạy mãi rồi mọi người. Được cụt à? Chết rồi, đường cụt mọi người ạ. Ui, đi vào, nhảy ra biển mọi người, nhảy ra biển, nhảy ra biển. Đi về. Mọi người đi đứng cẩn thận nhá, nhảy ra biển là hỏng đấy, không biết bơi là nguy hiểm đấy. Sorry mọi người nhá, tự nhiên mình mỏi mắt á. Chảy nước mắt. Wow, đây là cái công trình mình đã xây dựng được này mọi người ơi. Quá tuyệt vời đúng không? Thôi quay lại nhé. Quay lại cái chỗ này thôi để mình xem mình còn thiếu sót thì mình sẽ bổ sung cho ông già Noel thôi. Hình như là mình đã xây dựng khá là hoàn chỉnh đấy như mọi người nhỉ. Nếu không nhầm thì ok rồi đấy. Đẹp đúng không mọi người? Wow. Mọi người nhìn đi. Rất đẹp luôn. Chạy thử đây nhé. Kẹt mọi người ơi, kẹt kẹt kẹt. Dưới này có gì không ta? Chỗ này mình xây dựng hết rồi đâu. Chắc là mình xây dựng cũng xong rồi ấy. Mọi người nhỉ? Mình thấy đâu còn gì nữa đâu.
có chỗ nghỉ ngơi rồi này, có chỗ xây dựng, có chỗ làm đồ chơi rồi này, nghỉ ngơi rồi này, làm đồ chơi rồi này, có cả chỗ vui chơi nữa mọi người thấy đúng không? Thì mình đâu còn cái gì đâu nhỉ? Ồ, thế kể ra mình làm cái ngày 2 với cả ngày ngày thứ nhất và ngày thứ hai mình làm nhanh đúng không? Ngày thứ ba thì chỉ còn làm lại đúng cái chỗ nhà kia. Cái chỗ nhà to đùng này kìa. Mình sẽ cưỡi con tuần lộc ấy đi chơi một lúc mọi người nhé. Căn bản mình cũng làm việc xong rồi mà. Tự thưởng cho mình một lúc thôi. Rộng thế. Đây là mình thấy. Mọi người nhìn thấy những cái đảo của ông già Noel khác ở đây nè. Đấy. Của mình thì nó trong phạm vi này thôi. Để nhìn thấy hết tộc quan luôn. Mọi người thấy đẹp chưa? Rồi được xuống rồi này. Ok. Thế này là mình đã trong 3 ngày mình đã xây dựng lại hoàn thành lại thành công cái chỗ mà để cho ông già Noel xây dựng. Đúng không nhỉ? Ồ, hình như trong này vẫn còn mọi người ơi. Vậy là mình đã thiếu sót chứ. Mình sẽ đi theo cái này nhé. Ồ, thì ra là chưa xong mọi người ơi. Chủ quan quá, chủ quan quá. Tí nữa thì bị ông già Noel phạt, ông già Noel phạt. Ơi, vẫn còn nhiều lắm. Thế là mình đã dành một ít thời gian để mình đi chơi rồi mọi người ạ. Lỗi 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 của mình, lỗi của mình. Đấy, xây dựng những con đường mới này, những cái cây mới này cho nó không khí. Ok, mình sẽ đi theo sự chỉ dẫn nhé. Mình mới còn 2 triệu tiền mà mọi người. Một cái hầm. Không vào được, thật là ghen tị. Không vào được. Ôi, bây giờ mới được vào mọi người ạ. Được vào rồi nè. Chắc là sẽ có thêm lửa. Đấy, lửa nè. Chú chim cánh cụt đáng yêu chưa? Đi xuyên tường hả? À, đi ra ngoài. Xong nhiệm vụ trong này rồi, mọi người ơi. Đó. Mình còn một khu này mình chưa xây mà mình đã tớt lên rồi. Nào, xây tiếp đi bạn ơi. Đấy, những con đường mới. Đấy, những cái thành mới. Hàng rào đấy, cái cổng nè. Nói chung còn nhiều lắm mọi người ạ. Rồi. Ok. Cây này. Những cái thành này mọi người đấy ạ. Mình cứ quen gọi là cái thành những cái rào chắn nhá mọi người. Tuyết nè. Chỗ này đi cẩn thận nha, không trượt chân ngã đấy. Tiếp tục là những cái đấy có cột này, cố xây nhanh xong cái chỗ này mọi người nhé, cái cây này mình sẽ xây nhanh nhanh chỗ này, mình sợ là tuyết nó vào ấy. Ui nhiều quá. Xây này thì bao giờ mới xong nhỉ? Ui trong này thảm lửa này, thảm đỏ chứ mình lại nhập thảm lửa. Đấy, thêm những chiếc ghế. Ồ, căng tin, đây là căng tin mọi người ơi. Cách này, bánh ngọt này. À, muốn ăn quá. Thì vào đây giúp người ta làm cái gì đây? Rất là nhiều bánh ngọt luôn. Phóng gần lại mọi người ơi. Nhìn thèm nhở, mình cũng đang rất là đói nên rất là thèm. Thôi đi, người ta yêu, thôi mình đi ra để làm việc tiếp nhé. Đi sang đây đi. Rồi, để mình xem lại nhá. Đây là những cái gì mình đã xây dựng được hiện tại thôi, còn một khu đất này nữa. Một khu đất này
Thì mình nghĩ là buổi hôm nay chúng mình xây dựng ở đây thôi nhỉ. Mỗi buổi mình sẽ xây dựng một chút 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 chút. Dần dần nó sẽ tích tiểu thành đại mọi người nhá. Không nên nóng vội quá làm gì. Thì mình ra mình xem ông già Noel gửi cho mình bao nhiêu tiền rồi để mình tiếp tục xây tiếp nhé. Quay lại đây mình lấy tiền của ông già Noel đâu nhỉ? Đây đây đây. Thì trong đường đi có gì mình sẽ xây tạm thời luôn đi. Đấy, xây là tạm gì thì mình sẽ xây. 175.000 ông già Noel gửi cho mình. Ơ, lấy đi. Được rồi đấy mọi người ạ. Ok, thế thì ngày 3 mình sẽ chỉ xây đến cái này thôi nhá. Còn những ngày tiếp theo thì còn nhiều lắm. Mình sẽ xây dần dần nhá. Thì mọi người theo dõi mình. Cảm ơn mọi người nhé. Bye bye.